kìa, em nói em khoái khoác áo khoác thấy không? Đứng. Đó, trời ơi. Đi rồi. Chụp hình cho nhau. Đó, bây giờ sao? Được không? Lẹ đi chứ để người ta đi mất à. Được, chọn đi, kiếm đi, tôi tới. Đừng đi nha. Ta đi mất tiêu đó nha, tôi nói trước. Đó, cô khói trắng nó được mà. Lẹ đi chơi. Tôi đi thôi đó nha. Thì coi như là nãy giờ mình cũng đã qua giai đoạn làm quen này rồi, biết nhau rồi. Thì vô thẳng vấn đề chính luôn nha. Em có người yêu chưa? Đó cũng là lý do mà em muốn lên đây. Tại vì em chưa có người yêu. Anh nghĩ sau cái cuộc nói chuyện này em sẽ có thêm nhiều động lực để về xem lại những sản phẩm anh đóng trên YouTube. Em có ai xem YouTube mà đúng không? Dạ, đúng rồi. Em có biết Pháp TV không? Dạ biết. Tại em biết Pháp TV mà lại không biết anh ta. Em xin lỗi một lần nữa. Sao? Em quan rất nổi tiếng. Chứ lại sao em? Rất nổi tiếng. Cát Tường xin chào quý vị đến với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ 45 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ sẽ đi gặp gỡ nhân vật ngày hôm nay xem họ là nam hay là nữ và họ có những yêu cầu gì khi đến với chương trình. Xin mời quý vị theo Cát Tường. Hello. Dạ em chào chị. Tự giới thiệu đi nè để tôi kiếm người cho nè. Em là Trần Phương Nam, năm nay em 25 tuổi. Quê quán ở đâu? Dạ em quê ở miền Trung Quảng Ngãi. Vô trong này lâu chưa? 6-7 năm. Trước đó em có làm streamer và bây giờ thì tập trung vào mảng phim ảnh. Song song với đó thì cũng quay vlog để phát triển kênh YouTube của mình. Hết thời gian rồi còn đâu nữa? Thì đó. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là hay cà rỡ cà rỡ. Nhưng mà trong tình yêu rồi trong tình cảm là phải nghiêm túc à? Đúng rồi. Dạ. Nha. Nhưng mà lanh quá vậy sao ế được ta? Có một câu nói rất hay là thông minh quá sẽ bị tội là quá thông minh. Lanh cũng vậy, thì lanh quá sẽ bị tội là quá lanh. Quá lanh cái ế luôn. Em đang nói chị hả? Không, em đang nói em. Chị cũng vậy hả? Nhưng mà tình trường sao cũng phải có vài 3, 5, 7 mối tình chứ. Thì cũng có vài 3 mối tình. Mối tình nào mà nó sâu nặng để lại cho em nhiều ấn tượng nhất? Đó là mối tình năm em lớp 12 ở quê. Tình học trò bao giờ cũng đẹp. Đúng rồi. Mối tình nó kéo dài bao lâu? Mối tình nó kéo dài được 3 năm. Có nghĩa là 1 năm mà học hết 12 ở quê, 2 năm em vào thành phố. Yêu xa. Yêu xa 2 năm. Yêu xa nó phát sinh nhiều vấn đề lắm chị. Năm nhiều khi chỉ gặp nhau một lần rồi người ta cũng phát sinh tình cảm với người khác thì mình cũng phát sinh tình cảm với người khác. Có nghĩa là chia tay trong hòa bình. Rồi, sao bây giờ vô vấn đề chính, hôm nay muốn kiếm người như thế nào? Cái gu của em cái gu nó thay đổi theo từng thời gian. Giống như ngày xưa lúc mà còn trẻ trâu á thì thích những bạn nào kiểu như trẻ trung năng động này nọ, còn bây giờ giống như mình chững lại hơn á chị. Thì sao cái mình lại hướng qua cái gu cổ điển một xíu. Không phải cổ điển, mình dùng từ sai được, gọi là cổ truyền truyền thống, gọi là vintage. Rồi thường thường những cô nàng vintage á là hay đi với tóc ngắn, cúp bế vô, cái mặt cái bộ đồ rất là kính cổng cho mình. Rồi một cái lớp áo khoác giống như là trời, kính cổng nó còn thêm áo khoác nữa hả? em đang mô tả thường thường. Em thích những bạn nữ như vậy, mẫm mỉm tí cũng được, gầy tí cũng được, đừng gầy quá, đừng có mập quá là được. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái cảm giác của em hôm nay, cái feeling á, cái bây giờ mình cái cảm xúc mình cũng làm nghệ thuật đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe cảm thấy bên nay em nghĩ là em thắng cả hay là về không? Em có 3 cơ hội, em biết là cái gì? Dạ. Chị hy vọng là hôm nay em ra chị chọn em một người đầu tiên em chịu liền luôn. Đỡ tốn thời gian. Một phát ăn ngay. Em sẽ gửi cho chị một cái món quà này. Xíu nữa lỡ chị gặp người tình trong mộng của em, chị chuyển giùm em món quà đó cho người tình đó. Rồi, được rồi, ok. Đi. Trên lầu tia xuống trước đi, rồi mình nhắm mình phanh dùng rồi mình mới xuống. Trai không hà, từ từ coi. Kìa qua quán cà phê bên đó coi. Có gì không? Thấy có cái cô đó hình như 3 cô kìa. Áo dài hả ta? Không phải. Cái tóc dài. Nhỏ thôi hả? Nhỏ quá hả? Này chị này thì lớn quá. Kìa, anh đó có cái cô áo đen khoác khoác, khoác cái áo khoác kìa. Em nói em khoái khoác áo khoác thấy không? Áo đứng. Đó, trời ơi. Mày... Mà thấy phía sau không à? Để em coi. Chứ làm sao thấy phía trước được. Để. Hai em nha, thấy không? Mới tách ra thành hai em lẫn. Một em mình như bận váy ngắn á, một em là bận quần jean. Trời ơi, người ta đi qua người ta còn nghĩ hai em của em nữa kìa. Anh kia kia đi rồi. Chụp hình cho nhau. Đó, bây giờ sao? Được không? Lẹ đi chứ để người ta đi mất à. Được, chọn đi, kiếm đi, tôi tới. Đừng đi nha. Ta đi mất tiêu đó nha, tôi nói trước. Đó, cô khói trắng nó được mà. Lẹ đi chơi. Tụi ta đi thôi đó nha. Em thấy bà khói trắng này có vẻ rất là am hiểu về chụp hình.
tại vì bạn phải chỉnh cho bạn kia đứng như thế nào, ngay như thế nào luôn. Thôi thôi, em đừng có phân tích nữa, giờ quyết định đi, còn không được thì đi tìm đối tượng khác. Trắng đi chị ơi. Rồi giờ mình đi xuống dưới đi coi ta còn không nữa nè, mình đang ở trên lầu nè, mình đi xuống dưới lẹ coi người ta còn đứng đó không nè. Chắc chưa? Cơ hội nha. Mà tới người ta không chịu quay là mất một cơ hội nha. Chấp nhận chứ trời. Rồi đi nhanh. Hơi khởi hành. Thiên linh linh địa linh linh phù hộ cho ngày hôm nay con mai mối được thành công. Trời ơi, cô ở đây em hot quá. Hello em. Hello, chào em. À, chị là tên là Cát Tường. Chị phỏng vấn em xíu nha. Dạ. Nhà ở đâu? Dạ em nhà ở gần đây. Tại vì hồi nãy giờ chị đứng xa xa trên kia kìa, chị thấy hai bạn đứng đây chụp hình cũng rất là lâu. Dạ. Cho nên là chị tới làm quen với em. Dạ. À, em có thời gian không nói chuyện? Dạ, dạ. Chút xíu. Chị đang làm một cái chương trình là mai mối cùng người lạ. Em có khi nào coi những chương trình nào của chị không? Em có coi Bạn Muốn. Rồi, cái chương trình này chị cũng làm mai mối, nhưng mà nó khác với cái chương trình kia. Là cái chương trình này là chị phải đi ở ngoài đường và tìm. Thì hôm nay là chị tìm được em. Dạ. Chị định làm mai cho em một người. Mà cái người đó thì nãy giờ đứng xa xa đã nhìn thấy hai em ở đây rất là lâu rồi. Mặc dù là không thấy cả mặt, chỉ là thấy cái vóc dáng thôi. Nhưng mà cái linh cảm bạn ấy là rất là quý em và muốn làm quen với em. Em có 15 phút để dành cho chị. À, khoan khoan, để chị gửi tặng quà cái đã. Quà của bạn đó gửi nhờ chị đưa em xem. Dạ. Nếu mà em thấy có cảm tình mà em có hứng thú và em có thời gian. Dạ. Em chưa, đương nhiên là chưa lập gia đình đúng không? Dạ đúng. Em nhiêu tuổi? Em 21 tuổi. Rồi 21 tuổi, tên gì cưng? Dạ Thư ạ. Tên Thư. Nếu mà em không ngại thì sau khi em xem món quà anh gửi tặng mà em có cảm hứng thì em đi với chị lên trên đó uống trà sữa 15 phút được không? Dạ. Rồi, đây là YouTube của bạn đó. Sóng gió Việt Nam. Đó, 4,3 triệu lượt view lẫn nha. Ghê lắm, bạn nó kêu cho em coi cái clip này. Trời ơi, nhiều anh quá vậy, biết anh nào? Em cũng không biết ai nữa. YouTube mà 4 triệu mấy lượt view là em biết hot lắm nha. Trên YouTube em được nhiều lượt view rồi? Dạ em chỉ coi YouTube thôi chứ em. Ủa? Không phải là YouTuber. Không có lập kênh hả? Dạ. Trời ơi, bây giờ mà quen với bạn này mình về mình lập kênh luôn. Mình nhờ bạn chỉ cho cái cách lập kênh YouTube kiếm tiền được em ơi. Mình tương tác qua lại mình lấy lượt view của bạn này. Dạ. Trời ơi. À phải tới 4 anh lận. Anh này đúng không ạ? Em cứ coi đi rồi em đoán đi chứ. Em nghĩ là vậy á. Ừ. Tại vì ảnh được lên sóng nhiều quá. Ờ, chắc vậy. Thôi, như đó được rồi. Đi không? Đi ha. Mình còn trẻ mà, mình phải cho mình cơ hội. Đây là chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. À, chương trình phát trên HTV 7 với kênh YouTube Còn Trẻ Mà. Là em có quyền, em tới em gọi là nói chuyện tâm sự, nếu được thì mình có thêm một bạn cho mình thêm một cơ hội. Còn trẻ mà, hai đứa rảnh mà đi chụp hình thôi mà. Nhưng mà ảnh ngồi bạn em rồi em đâu chịu đi theo chị chơi. Mình ngồi mình chứng kiến, mình em thăm mưu cho bạn em, em ý kiến cho bạn em, ok không? Sao sao ý em sao? Nếu mà bạn em đồng ý thì em đồng ý thôi. Tại vì hôm nay chị thấy là một ngày rất là đẹp trời. Ok đi, let's go. Đã đến rồi. Sự lựa chọn hoàn hảo. Sao chị, sao chị? Em rất là may mắn ngày hôm nay. Bởi chị nói là một ngày đẹp trời mà. Dạ. Nhưng mà còn được hay không là cái chuyện của em nha. Dạ, dạ. Chị chỉ là hoàn thành nhiệm vụ là xuống và truyền đạt thông tin của em thôi. Dạ. Bạn này hơi lanh nha em. Làm YouTube là em hiểu rồi, hơi lanh nha. Nhưng mà chị luôn luôn bên cạnh em, yên tâm nha. Em ấy nói là em ấy qua đây là vì chị đó, chứ không phải vì em đâu. Em đừng mừng tội nha cưng. Bây giờ hai bạn bắt tay giao hữu với đi. Tay làm quen nè. Rồi, bây giờ tay này vẫn nắm, ta nắm một tay thôi, tham quá, chưa gì hết. Bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn 15 phút để hai bạn tự làm quen, trò chuyện với nhau. Đương nhiên thời gian của chương trình thì không thể nào đủ để mà tìm hiểu nhau hết. Nhưng mà quan trọng là cảm xúc, người ta nói là cú sét đó. Hôm nay sét có đánh em hay không là chuyện nói chuyện của hai em nha. 15 phút bắt đầu, hai bạn tự mở mặt ra và trò chuyện với nhau. Vẫn nắm tay hả chị? Kệ em. Dạ,
chào anh. Luôn nắm tay hoài cưng. Nắm tay vậy đó. Tiên là hãy cảm ơn em vì đã dành thời gian để tới đây để tìm hiểu. Sorry. Tỉnh đi anh. À, cảm ơn em đã dành thời gian đến đây để mình có cái cuộc nói chuyện này. Dạ. Nói chung cũng khá là rung và khá là vui khi được biết em. À, em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 2000. 2000. Anh sinh năm 95. Dạ. Hơn em 5 tuổi. Em tên gì? Dạ em tên Thư. Thư. À mình dạ cho tự nhiên ha. Anh tên Nam. Dạ. Thì anh hồi nãy chị Tường cũng đã giới thiệu là anh làm YouTube, anh làm việc riêng. Thì không biết là em đã từng có một sản phẩm nào của anh chưa? Dạ thật sự thì chưa, đây là lần đầu em mới biết. Dạ, em xin lỗi, không sao, nổi tiếng nhưng mà không sao. Em ở của mấy? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp, em ở đường nào? Dạ đường Văn Nghệ. Anh cũng hay qua Gò Vấp đi ăn ốc. Em thích ăn ốc không? À cũng, nhưng mà đó không phải là món mà em hay ăn thường xuyên. Anh thấy có vẻ miệng cử, anh biết em hay ăn. Em hay ăn thường xuyên là món nào? Dạ em hay ăn thường xuyên là bánh chén trộn. Bánh chén trộn? Dạ. Em quê ở đâu? Dạ em sinh ở đây luôn ạ. Ở đây dạ. Luôn. Nuôi ốc của em ở ngoài Đà Nẵng. Ngoài Đà Nẵng? Dạ. Anh cũng miền Trung. Ừ. Anh Quảng Ngãi. Dạ. Anh từng đi Quảng Ngãi chưa? Dạ chưa. Em đang học trường nào? Dạ em đang học trường Đại học Sài Gòn. Em là sinh viên năm 2. Ok. Em muốn học anh hết rồi, ở em rồi. Lý do tại sao mà anh muốn làm chương trình này? Anh cũng đã trải qua một khoảng thời gian khá dài với cái việc là chỉ có một mình. Thì cũng đã đến lúc mình nên kiếm cho mình một người bạn thân hơn. Đáng lẽ chương trình này quay sớm lắm rồi. Dạ. Mà anh nghĩ nếu quay sớm thì chắc không gặp được em. Thì trước mắt là anh nghĩ từ người lạ mình đã thành người quen trước rồi đó. Dạ đúng rồi. Chắc chắn sau này ra đường ví dụ gặp nhau hoặc là anh đó mình đã gặp rồi, à bạn đó mình đã từng thấy rồi. Dạ. Thì đó cũng là một cái điều khá là may mắn trong ngày hôm nay. Em có trên Facebook đúng không? Dạ có. Mọi mối tình, mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ Facebook. Cho nên anh có thể xin Facebook của em được không? Dạ được. À có rồi hả? Dạ. Ok. Đáng lẽ em không có lên đây đâu. Tại vì bạn em có thích chụp hình ở chỗ đó. Xong rồi em mới kiểu tình cờ dẫn bạn em tới. À. Thì cái khúc mà hai em chụp hình đó công ty rất là lâu. Anh thấy em có vẻ rất là am hiểu về chụp hình, chụp cho bạn mà chỉ bạn đứng như thế nào rồi góc thẳng này nọ đúng không? Cái đó là mình cùng gu với nhau là từ Gò Vấp qua đây chụp hình. Dạ. Xíu nữa từ đây về lại Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Sao em đừng cười, không phải là đánh đâu. Tại vì đôi khi mình thích như vậy. Nhưng như anh thì sao? Từ anh ở quận 8 mà nhiều lúc anh thèm ốc quá, quận 8 đâu có thiếu ốc đúng không? Từ quận 8 phóng tới Gò Vấp anh ăn mình, xong đi coi phim xong chạy về quận 8 lại. Kể cho ai nghe người ta cũng kêu anh rảnh hết. Nhưng mà đôi khi mình thích như vậy thì sao đúng không? Rảnh thì cái đó là cái sở thích của mình. Ừ. Như em thích việc chụp hình thì em bất chấp nắng nôi em lên em chụp. Miễn sao có hình đẹp là được. Thế coi như là nãy giờ mình cũng đã qua giai đoạn làm quen này nọ biết nhau rồi. Thì mình vô thẳng vấn đề chính luôn nha. Em có nghĩ gì chưa? À, đó cũng là lý do mà em bước lên đây. Tại vì em chưa có người gì. Anh nghĩ sau cái cuộc nói chuyện này em sẽ có thêm nhiều động lực để về xem lại những sản phẩm anh đóng trên YouTube. Em có hay xem YouTube mà đúng không? Dạ đúng rồi. Em có biết Pháp TV không? Dạ biết. Thì em biết Pháp TV mà là không biết anh ta. Em xin lỗi một lần nữa. Sao? Em Quang rất nổi tiếng. Chứ là sao Quang? Rất nổi tiếng. Đó không. Còn sao? Em cũng rất là bất ngờ tại vì khi mà chị Tường tới em cũng rất là giật mình luôn á. Em không nghĩ là hai người nói chuyện mà cứ lôi tên tôi vô lại như vậy. Nãy giờ chị thấy em cứ sầu quần không à, mà chưa thật em nói em vô vấn đề chính mà chị chưa thấy em vô vấn đề chính luôn. Có hỏi cái chính rồi đó. Chính nữa hỏi đi. Gì chìm nhịp nhúng nhúng gì bóng vai bóng chân như này nữa. Nói chung là em chưa có người yêu, anh cũng chưa có người yêu. Dĩ nhiên bây giờ đùng cái kêu hai đứa mình quen nhau thì nó nhanh quá và nó không có một cái gì hợp lý hết. Hợp lý chứ? Không, chị ơi, không hợp lý cho bạn lắm đâu, thiệt cho bạn lắm. Em có thích chó không? Dạ, hồi nhỏ em bị tai nạn. Nhỏ anh cũng rất là sợ chó. Anh đi thấy xoài trộn hoài à. Mà thường thường nhà xoài, nhà có cây xoài lúc nào cũng có con chó giữ. Anh lúc nào cũng là người trèo lên hái. Cây chó nó chạy tới là bạn bè anh chạy hết. Ví dụ nó có chó anh dùng thuốc cho nó lấy cho nó ăn. Tốt. Đó, còn chó tới là tôi chạy hết. Một mình anh trong đó. Anh ngồi nguyên một buổi chiều, cái ngồi nhìn chó nhìn anh hoài luôn.
cái ông chủ ra đuổi chó đi cho anh bút. Lúc đó bị bán vốn đang cặp xoài này nọ, anh rất ghim chó đó, mỗi ngày đi học đi qua cái cây xoài đó không hái nữa mà canh, mà cái làm sao á cho động đậy cho con chó chạy ra lại lấy đá chọi nó, chỉ vì chọi nó hoài mà nhiều khi thấy thương nó luôn. Mỗi lần chọi là nó hẳn nó chạy vô, cái tự nhiên thấy tội, cái rồi kể từ đó thấy thích chó. Gu em cũng lạ lắm, người ta làm em mới thích, làm cho người ta bầm dập rồi em mới thích đúng không? Cái gì vậy? Em mới lớn quá. Cái em thích mặc đồ dạng gì? Yêu cái trẻ trung năng động, dạ. Đấy đúng không? Tụi mình cũng hợp tay đó. Sao? Nãy em nói em thích tay. Ngày xưa lúc mà còn trẻ thì em thích những bạn nào kiểu như trẻ trung năng động này nọ, còn bây giờ giống như mình chững lại hơn á chị. Ừ, thì sao? Cái mình lại hướng qua cái gu của truyền thống tập ngắn. Cúp bế vô. Cái mặt, cái bộ đồ rất là kính cổng cao tự. Ui, chị! Ai gài chị vô cái này vậy? Nói chung là trẻ trung năng động cũng tốt, nhưng mà khi mình có những cái phong cách mình nên thử. Ví dụ em phải thay đổi style thường xuyên để nó đỡ bị nhàm chán. Em có thích gu vintage không? Dạ có. Thấy chưa? Em mồi chưa? Nghe ta nói không? Em có sở thích gì không em? Em cũng rất là đam mê cái nghệ thuật á. Coi nhiều mấy cái phim, rồi nhạc, rồi YouTube, rồi... Vậy mà rất tiếc. Thôi, ta nói được rồi chị. Ta nói được. Tiếp tục. Cái tính cách của em cũng khá là hướng ngoại. Em cũng rất thích là những cái thoải mái, rồi những cái freestyle này nọ. Những người hướng ngoại thường có những cái nội tâm rất là sâu sắc. Nãy giờ mới nghe có một câu này chuẩn thôi đó. Khi mà chị mời bạn lên đây á, thì chị có nói á, em là kênh YouTube, có làm kênh YouTube vậy á, mà em gái đây á là chỉ có coi YouTube thôi chứ chưa có kênh YouTube. Thí dụ giờ mình đồng ý hôm nay mình coi như là mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau đó, rồi em lập cho bạn ấy kênh YouTube được không, chứ chị thấy bạn này là nhiều tiềm năng để khai thác kênh YouTube lắm. Thì trước mắt là cứ gì đội của em cái đã. Bây giờ mình còn 2 phút nữa thôi, mình vô vấn đề gia đình, vô cái chiều sau một chút xíu. Chúng ta quay trở lại chương trình này là chương trình Mai Mối Cùng. Ok. Em ngưng yêu lâu chưa? Tính ra thật sự thì chắc cũng được gần 1 năm. Gần 1 năm? Dạ. Nãy giờ em đánh giá anh như thế nào? Đầu tiên thì em thấy anh là một người rất là lịch sự á, biết cách bắt chuyện, biết cách nói chuyện, rồi anh cũng là một người rất là vui tính, tại vì anh là diễn viên mà đúng không? Cho nên là anh biết xoay chuyển á nha. Biết thích nghi với môi trường. Đúng rồi. Em cũng rất là thích những cái người mà vui tính, tại vì mình có nhiều cái để mà mình trao đổi, để mình tương tác với nhau á, thì những cái mối quan hệ nó sẽ vui hơn. Đúng rồi. Em nghĩ như thế nào nếu sau chương trình này chúng mình quen nhau? Cái đó cũng là một cái điều nó định mệnh thôi. Em cũng hy vọng là nó sẽ có một cái hướng đi tốt. 15 phút đã hết rồi, tôi phải tách ly hai bạn này ra để tôi hỏi ý riêng một chút xíu. Suy nghĩ của mình như thế nào? Tại là nếu mà có gì ảnh thì tao nói lại đi nha, coi ai chụp hình cho ai đẹp hơn á. Tôi không chấp nhận đâu. Nói chung là tùy mày thôi. Đã nói rồi. Yeah, đúng rồi. Chứ tao có thể là tao có thể từ chối mày, không cho mày tham gia, nhưng mà trên danh nghĩa là một người bạn yêu thương mày rất nhiều, cho nên là thôi tham gia đi. Chị ngồi đâu được. Đây nè. Bây giờ hai đứa bên em. Hai đứa bạn là gì? Không biết em hay sao, bản thân em. Hôm nay tình cờ gặp ảnh thì em cũng rất là vui. Giờ em cũng là em biết đi thêm được một người bạn mới, em biết thêm được một gương mặt mới để em có thể học hỏi, hay là có thể tiếp thu được những cái mà ảnh chia sẻ. Nhưng mà thật sự mà để bước qua bắt đầu một cái mối quan hệ thì em nghĩ em chưa phải là người sẵn sàng. Dạ, tại vì em cũng còn rất là nhiều cái để mà em phải giải quyết, cho nên là em nếu mà bây giờ bắt đầu với một cái tâm thế chưa sẵn sàng thì em nghĩ là sẽ nói chung nó cũng không có tốt đẹp. Rồi nếu mà là hai em đã nói như vậy thì chị sẽ thay mặt chương trình cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Dạ. Rồi chị sẽ tiếp tục cái hành trình mai mối của bạn kia. Rồi, con em. Dạ em cảm ơn chị về chương trình của mình đây. Tưởng nó được nghỉ rồi thì chưa được. Đi thôi. Cảm ơn hai cưng nha. Rồi chị đi làm tiếp nhiệm vụ của chị đây. Chị chúc chị một ngày làm việc vui vẻ. Rồi cảm ơn em. Chúc chị may mắn.
bạn ấy, mặc dù Tường cũng đã cố gắng hết sức. Nhiệm vụ của mình là mai mối mà, vậy thì tiếp thôi. Hôm nay dễ thương nè. Em nào, em áo trắng hay là em áo đen? Áo trắng, đây em thấy em áo trắng rõ nhất nè. Em áo trắng hả? Tóc quăng quăng, hơi mũm mĩm, hơi lùng lùng. Dạ. Hơi nhỏ nhỏ con. Mình khẩu trang nha, không có thấy mặt đâu. Em nhìn một xíu nữa, tại vì mình khẩu trang kỳ quá. Khi người ta tới cái không được, cái tội người ta nữa. Em tự tin quá, sao em không nghĩ người ta không chịu em? Thì không được, thì tội cho em luôn. Phát động tấn công ngay của báo trắng, cho nên bây giờ em phải nhất quyết theo đuổi mục tiêu đó, chị ơi. Ồ, trời ơi. Sau khi mua đồ ăn vặt xong, người ta đi qua. Ôi, em báo trắng dễ thương quá vậy. Thì mình coi có ẻm đi đâu. Đi, let's go. À, chị thấy hình như cô vô quán cà phê này nè. Chị lên thử coi còn cổ ở trển không? Còn. Nhưng mà còn là nhân viên thiền định. Đúng rồi chị. Nếu là còn thì chắc em sẽ dành nhiều thời gian. Nhưng mà ở đây thì em lại không có tia máy lên tới trển được. Vậy là chị có thể chị lên thôi đúng không? Thì chị lên. Nếu được thì em sẽ tia cái khoảnh khắc chị dắt bạn đó xuống. Em tự tin quá. Chị xuống một mình là coi như xong. Là cơ hội thứ hai hết luôn. Đúng vậy. Giờ quyết định đi. Dạ. Cơ hội phải không? Dạ. Xin chào cả nhà, uống cà phê buổi trưa. Không làm phiền mọi người nha. Giờ mình đứng mình quay thẳng mặt luôn thì hơi mất lịch sự một xíu. Giờ mình sẽ quay cái kiểu mà núp lùm bắn tỉa. Người ta nhìn qua. Người ta nhìn qua ngại quá. Bạn kia dễ thương quá vậy ta. Chị bạn kia dễ thương quá ta. Bạn nữ áo đen á, quần đùi á. Bạn nữ áo đen quần đùi á. Mình dễ thương. Mẫm mỉm. Không phải, nhìn dễ thương. Thôi để coi tình hình ở trên như thế nào. Rồi đi, hy vọng là hai bạn nó đi loanh quanh đây thôi, đừng đi đâu xa quá. Hello, chào mấy em, chị ngồi đây xíu được không? Cho chị phỏng vấn em xíu, em tên gì? Dạ, em tên Trinh ạ. Em tên Trinh. Dạ. Hôm nay Trinh nhiêu tuổi? Dạ em 22 ạ. Vậy Tường đang làm một cái chương trình mai mối cùng người lạ, có một cái anh chàng ha, anh để ý em từ nãy đến giờ. Từ cái lúc em mua bánh tráng trộn hay mua đồ ăn gì bên tút bên kia đường bên kia, mới nhờ chị đến để hỏi em thử coi là có cơ hội, có cho bạn cái cơ hội 15 phút để làm quen để nói chuyện hay không. Em có bạn trai chưa? Dạ em có rồi. Dạ em có rồi. Có rồi hả? Rồi bạn trai em đâu? Hôm nay không đi uống cà phê với em. Dạ em trai em bận. Ồ. Thôi cảm ơn em nha. Rồi mời chúc các em buổi trưa vui vẻ. Rồi. Nhưng mà tôi nói rồi, cơ hội không có đến nhiều lần đâu, vậy là mất hai lượt nhé. Anh phúc đâu sẽ kiếm tiền, anh cũng đứng yên khi ai đi tìm. Nó đi xa quá ta. Trời ơi, mở nhạc cái thằng này. Chưa trả lời có cơ hội thứ hai mà nó lo đứng nó nhìn cầm máy nó tia nó kiếm cơ hội thứ ba rồi. Thằng ghê thiệt luôn. Ê không được. Trời ơi, bởi vậy em đâu có tâm đâu, em không có tâm bởi vậy, không có tâm một chút nào luôn. Là sao? Trong thời gian chờ đợi em tự nhiên em thấy ở đâu giờ thấy ai đó 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 đó. Cơ hội thứ ba của em đúng không? Đúng rồi, cơ hội cuối cùng luôn. Đó, thấy hai bạn không? Bạn... quần ngắn hay quần dài? Quần ngắn á. Chắc chưa? Dạ. Cơ hội cuối nha. Dạ. Rồi. Hello, chào hai em. Chào chị ạ. À, xin lỗi, chị phỏng vấn hai bạn xíu nha. Em tên gì? Em tên là Ngân ạ. Em tên gì? Là, em tên là Hồng Anh ạ. Hồng Anh. Chị Tường xin giới thiệu với hai bạn là chị Tường đang làm một cái chương trình. À, chương trình có tên gọi là Mai Mối Cùng Người Lạ. Em biết cái nghề của chị là nghề đi làm mai rồi đúng không? Đó, thì hiện tại đang có một cái anh kia kìa. Anh đứng từ xa, hồi nãy giờ anh có theo dõi em. Theo dõi qua camera. Và mặc dù là em bịt khẩu trang nhưng mà cái thần giao cách cảm anh muốn nhờ chị đến tìm em. Để mà gửi cho em xem một món quà của ảnh.
Cái thứ hai nữa là nếu như mà em có không ngại, chưa có gia đình hay là chưa có bạn trai thì em có thể đi theo chị 15 phút, mình đến uống trà sữa, ngồi trò chuyện, gặp mặt anh đó để thêm một cái cơ hội được hay không? Nhưng mà em lại có người yêu mất rồi. Bao nhiêu tuổi? Em 20 tuổi ạ. 20 tuổi mà có người yêu sớm vậy? Là mối tình đó sâu đậm chưa? Dạ chưa, yêu được có 2 tuần. Cái trời ơi, mới yêu hay vậy thì em có muốn thêm một cơ hội nữa để mà mình có thể mình thêm một cơ hội để mình lựa chọn. Nhưng mà kiểu đã yêu rồi. Ủa sao bạn em lại kêu đi? Sao em? Em không ưng người yêu bạn ấy. À, lý do là sao vậy? Tại vì em không có tình cảm thế thôi. Sao em có 30 giây suy nghĩ nè. Em quê ở đâu? Dạ em ở Hà Nội ạ. À rồi người yêu em ở đâu? Người yêu em cũng ở Hà Nội ạ. Nhưng mà bây giờ em vào đây làm gì? Dạ em vào đây đi chơi với cả vào thăm người nhà. Bạn mở khẩu trang xíu được không? Trời ơi đẹp quá, chết rồi. Xinh quá mà. 10 giây cho em quyết định em có muốn đi với chị để cho bản thân mình thêm một cơ hội để tìm hiểu một người bạn mới không? Mà kiểu tùy một chút. Kiểu ví dụ như bây giờ em mà tìm hiểu bạn đã kia, bạn người yêu em bây giờ ấy ạ, em thấy không hợp thì em sẽ tìm khác, như vậy đang yêu thì em không muốn tìm hiểu. Có nghĩa khi nào thà mình chấm dứt cái cũ rồi mình mới tìm cái mới đúng không? Kiểu em là kiểu lại mang tiếng ấy ạ. Cũng đúng. Thôi dù sao cũng cảm ơn em ha. Chúc em sẽ tìm được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, luôn luôn có sức khỏe, thành công trong công việc của mình. Em không làm phiền hai đứa đó nha. Cảm ơn nha. Em đã không còn cơ hội nào. Lý do là chỉ cố thuyết phục thôi, chứ người ta đã có bạn trai rồi mà mới quen có 2 tuần à. Cho nên là chị mới cố thuyết phục là em có thể mà 2 tuần thì cũng chưa có sâu nặng, hiểu không? Nhưng mà người ta là người đạo đức, người ta không thể nào mà đang còn mới bắt đầu một mối tình mà đi tìm hiểu mối tình khác. Nói chung em mặc dù thất bại trong cái chuyện này nhưng mà em thỏa mãn phải không? Trân trọng bạn đó. Có lập trường và giữ lập trường rất vững. Rất xinh nha. Yeah. Ở Hà Nội. Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần lý do. Chị Tường cũng mai mối cho rất là nhiều người. Và mọi thứ là tùy duyên. Cái mai mối như là thêm cho mình một cái cơ hội, bắt một cái nhịp cầu cho em đi thôi. Còn em có muốn đi trên cái đoạn đường đó hay không là quyền của em. Đúng rồi. Thì thôi thì quy luật của cuộc chơi nó như vậy. Giống như em đã nói một ván cờ thì bây giờ là trước mắt là nó thua. Còn sau này, sau cái ván cờ này biết đâu một lát trên đường em lấy xe em chạy về, em lại thấy có một cô gái nào đó. Mình chỉ thua trận đấu này thôi. Còn cuộc chiến này còn dài mà. Dài. Rồi vậy thì chị Tường cũng thay mặt chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ chúc em cũng sẽ tự thân vận động mà sẽ nhanh chóng tìm được một người hợp gu, hợp ý để em trân trọng cái mối tình đó và hai bạn sẽ tiến xa hơn. Chúc em thành công trong sự nghiệp của mình. Cảm ơn chị nhiều. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại. Ok cơ. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì mặc dù Tường đã cố gắng hết sức nhưng mà cũng không có làm hoàn thành cái xuất sắc cái vai trò là bà Mai của mình. Nhưng mà không sao cả, đó là những cái cung bậc cảm xúc trong tình yêu và đặc biệt là tình yêu của thời tuổi trẻ. Nó phải có những thất bại nó mới đến những thành công thưa quý vị. Và chúng ta hãy nhớ khung giờ đó là quen thuộc của chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ, 22:45 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.